đã trở lại kênh NB Japan. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục sự cố khi đăng ký Tokutegino. Đầu tiên về ngành thực phẩm. Lỗi thứ nhất, sự cố thứ nhất đó là khắc phục sự cố ghi sai thông tin cá nhân. Gần đây mình có nhận được rất là nhiều phản hồi từ các bạn là ghi sai ngày tháng năm sinh hay là tên chữ lót hay là số hộ chiếu. Thì mình sẽ đưa ra những giải pháp như sau. Đầu tiên mình có kèm theo cái đường link bên dưới video, các bạn vào cái đường link này để mà đăng nhập vào cái trang MyBG của các bạn. Vào thì các bạn nhìn đây cái dòng chữ màu đỏ đó là Tolokujoho no Henko, các bạn click vào đây thì nó sẽ đưa ra những cái thông tin mà lúc các bạn lần đầu tiên các bạn đăng ký ID, các bạn viết những cái thông tin vào đây thì nó đưa các bạn vào thông tin cá nhân này, các bạn có thể tự sửa lại những cái thông tin mà mình viết sai. Quá đơn giản phải không các bạn? Có một vài bạn á, thì người ta liên hệ qua mail, người ta bảo rằng cái hình á, là không đạt, cần phải đổi cái hình khác. Thì các bạn cũng vào cái trang này, cũng vào chỉnh sửa trang cá nhân này, các bạn click vào ngay chỗ file rửa Sentaku để up cái hình khác lên, cũng giống như mình đang làm đây. Sửa xong rồi các bạn kéo xuống cuối trang và bấm gửi đi nha. Rồi tiếp theo sự cố thứ hai đó là có một vài bạn liên lạc với mình. Chị ơi, sao em đăng ký ID rồi nhưng mà nửa tháng rồi mà chưa có được duyệt vậy chị? Đó, cái mail này chỉ nhận duy nhất một cái mail cuối cùng này thôi, tức là cái ID của bạn vẫn chưa được duyệt. Thì làm thế nào để khắc phục tình trạng này? Rồi, mình cũng để một cái đường link bên dưới video đó, thì các bạn vào cái đường link này để các bạn liên hệ với những người tổ chức kỳ thi nha. Đầu tiên, các bạn nhìn thấy ở cái ô trên cùng hay không? Cái ô đó các bạn viết họ và tên của bạn vào, họ và tên đầy đủ của bạn vào bằng chữ Lomaji, giống y chang như họ và tên ở trên cái thẻ ngoại kiều của bạn vậy đó. Thì đây là ô tiếp theo. Ô này người ta biểu các bạn là ghi ID của bạn vào, nhưng mà vì các bạn chưa được duyệt ID cho nên các bạn viết chữ nay vào cho mình. Còn cái ô dưới email rồi address, các bạn viết cái email mà các bạn dùng để đăng ký cái ID đó vào đây. Ở đây mình cái chỗ mà ID á, mình viết chữ non bằng tiếng Anh đó các bạn. Các bạn viết tiếng Nhật cũng được chứ không sao nha, miễn là đừng ghi tiếng Việt là được rồi. Scan á, cái hàng đầu tiên của Kusai Kuryu Nihongo Testo là những cái thắc mắc liên quan tới cuộc kỳ thi tiếng năng lực Nhật ngữ. Cái thứ hai á, là liên quan tới thi Tokutegino ngành điều dưỡng. Thứ ba là những thắc mắc liên quan tới cuộc Tokutegino ngành ngành thực phẩm, nhưng mà Kaisokuyo. Cái hàng thứ tư Insokuyo Hin đó là những thắc mắc liên quan tới ngành thực phẩm. Rồi tiếp theo là các bạn muốn các bạn đăng ký dự thi ở đâu thì các bạn click vào chữ Nihon. Còn cái hàng mà Yoyaku Kakunin Bango là trong trường hợp mà các bạn đã đăng ký dự thi rồi thì họ mới cho các bạn là Yoyaku Kakunin Bango. Trường hợp của bạn là chưa có cái ID cho nên các bạn không cần điền cái ô này. Phần scan bì á, là nếu như các bạn đã đăng ký kỳ thi vào ngày nào thì các bạn click vào đây. Còn dự định của các bạn từ bây giờ trở đi là các bạn sẽ đăng ký ngày nào thì các bạn tra trên đây và điền vào. Cái
phần Sichumon Shitai Naiyo là những cái nội dung mà các bạn cần họ tìm hiểu, cần họ phản hồi cho các bạn. Thì các bạn tìm hiểu từ 1 cho đến 8 này, cái nào thích hợp thì các bạn click vào. Thì trong trường hợp này mình đang đề cập tới vấn đề giải quyết tại sao mình chưa được duyệt ID, thì các bạn tích vào cái số 3 cho mình nha. Còn những phần khác thì các bạn tự tiếp theo cái chữ in đậm tiếp theo nè. Biometric ID to password について, tức là các bạn muốn tìm hiểu vấn đề gì về ID và mật mã. Thì cái hàng đầu tiên á là họ hỏi các bạn á là có phải là các bạn đã quên cái mật mã và cái ID hay không. Thì trường hợp của mình là không phải như vậy, mà mình tìm hiểu tại sao cái ID mình chưa được duyệt. Cho nên các bạn phải tích vào cái chỗ là Sono Hoka no koto ni tsuite, tức là hỏi về cái vấn đề khác liên quan tới mật mã và ID. Và cái ô trống tiếp theo mà mình đang đánh chữ vào đó thì các bạn sẽ ghi cái nội dung mà các bạn cần họ tìm hiểu cho các bạn. Tức là các bạn ghi ngày tháng năm mà mình đã đăng ký cái ID rồi, nhưng mà cho tới thời điểm này thì cái ID vẫn chưa được duyệt và nhờ họ tìm hiểu lý do tại sao. Thì trong cái phần này nói về tiếng Nhật, làm sao để mình giải thích bằng tiếng Nhật cho họ hiểu. Nếu như các bạn gặp khó khăn về vấn đề này thì các bạn hãy đăng ký kênh cho mình, rồi hãy bình luận bên dưới video thì mình sẽ trả lời cho các bạn và mình sẽ giúp cho các bạn viết tiếng Nhật để gửi lên cho họ nha. Sau khi điền xong á thì các bạn đừng có quên mà tích vào cái chỗ này cho mình nha. Các bạn không tích vào á thì các bạn gửi nó không có đi đâu nha. Sau khi các bạn gửi đi thì khoảng trong ngày hoặc là ngày hôm sau họ sẽ gửi cho các bạn một cái thư hồi đáp như thế này. Tức là hiện tại là cái việc mà xét duyệt ID nó sẽ mất thời gian. Tiếp theo là sau đó khoảng vài ngày thì họ tìm hiểu cho các bạn, rồi họ sẽ trả lời cái mail này, nói rằng cái MyPG, tức là cái ID của các bạn đã đăng ký thành công rồi. Thì sau khi các bạn nhận cái mail mà có nội dung như thế này thì các bạn hãy bắt đầu tiến hành đăng ký dự thi nha. Phần tiếp theo là mình sẽ nói về vấn đề ngành nông nghiệp, sự cố khi các bạn đăng ký dự thi Tokute Gino ngành nông nghiệp. Sự cố mà mình muốn đề cập ở đây đó là sự cố trả tiền lệ phí thi rồi nhưng không có phiếu dự thi và cũng không hề có các thông tin gì thông báo là các bạn có thể được đi thi. Thì xử lý như thế nào? Mời các bạn xem video nha. Rồi các bạn hãy đăng nhập vào cái trang, cái đường link mà mình đã kèm theo bên dưới cái video đó. Rồi các bạn ghi họ tên, đừng có viết chữ lót vào nha. Rồi các bạn chú ý là họ là đứng sau và tên là đứng trước. Cái này là mình viết ngược nè, tại vì mình đăng ký nó ngược. Rồi xong rồi tiếp theo là các bạn viết cái ID vào đây, cái ID mà họ báo về ở cái mail của các bạn á. Xong rồi kế bên là viết mật mã. Các bạn nhìn ở bên dưới này là những cái hàng á, là khi trong trường hợp các bạn quên mật mã hay ID gì đó, các bạn click vào đây. Rồi bây giờ mình đăng nhập nha. Nhập thì trong trường hợp mà các bạn đăng ký dự thi thành công thì chỗ này nó sẽ đưa ra thời điểm, thời gian
và ngày tháng năm mà các bạn dự thi. Mà trong trường hợp đó các bạn trả lệ phí thi rồi nhưng mà cái thông tin đó nó không hiện ra thì có nghĩa là bạn đang gặp sự cố. Vậy thì các bạn hãy quay trở lại cái trang mà các bạn trước khi đăng nhập cho mình nha. Rồi các bạn kéo xuống nè, nó ghi chữ Otoyawase đó. Các bạn nhìn thấy Kochirao Kuliku Stekurasai không? Cái chỗ mà Nihongo á, các bạn click vào đây, tại vì các bạn cần liên lạc với họ bằng tiếng Nhật nha. Nếu tiếng Anh thì chọn cái hàng ở trên. Rồi các bạn viết nội dung vào đây. Nội dung á, là mình nói là ngày mấy tháng mấy mình đã trả tiền đăng ký dự thi rồi. Nhưng mà cái nội dung thi á, thì nó không hiển thị lên. Rồi các bạn cho họ thông tin về họ và tên. Rồi cái ID của bạn, ngày tháng năm sinh của bạn. Rồi cái mail mà các bạn dùng để đăng, địa chỉ email mà các bạn dùng để đăng ký dự thi á, các bạn viết các thông tin đó ra đây. Rồi xong các bạn gửi đi là ok. Mình nhắc lại nha, trong trường hợp mà các bạn không sử dụng thành thạo tiếng Nhật để truyền đạt cái thông tin mà các bạn cần hỏi, cần liên hệ với họ, thì các bạn hãy đăng ký kênh cho mình, rồi comment bên dưới cái video thì mình sẽ giúp đỡ các bạn viết những cái câu tiếng Nhật để các bạn gửi nha. Sau khi viết thư xong á, thì họ sẽ gửi cái mail về cho mình như thế này nè. Nội dung á, là họ nói á, khi mà mình đăng ký dự thi á, là tự động mình đã hủy đăng ký. Mà thật ra là tự mình hủy hay là hệ thống nó có lỗi thì mình không biết. Nhưng mà họ báo như vậy. Và họ bảo rằng á, là mình có thể đăng ký thi lại được. Rồi cái tiền mà hoàn trả lại á, thì nó sẽ mất thời gian. Đó, cái nội dung cái bức thư là như vậy. Rồi mình xin kết thúc tại đây nha. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo của mình.